Cái này bán sao em? Dạ chị ơi, chị muốn mua đồ trang sức hay là đồ lưu niệm hả? Ờ thôi chị chỉ coi chị không mua đâu. Ờ dạ, chị cứ xem thoải mái ha. Ờ cũng được nha. Nhưng mà chị thấy không, cái nào đẹp hết trơn. Ê, bỏ xuống coi. Gì vậy trời, tao đi coi đồ gì mà. Gì nữa, trời, xem qua xem lại không mua, còn tính phá thêm đó hả? À, nãy giờ tôi ở ngoài tôi nhìn thấy hết rồi nghe. Thằng là hồn gì bay? Dạ, đó là anh của em. Bà thấy nó hiền nên bà ăn hiếm đó hả? À, bà không mua thì đi ra chỗ khác cho người khác mua. Làm thấy ghê quá. Còn mày nữa, cúi đầu xuống cho nó ăn hiếm hay gì vậy? Dạ, hôm nay em bán ế quá à. Có bà ngồi ở đây cũng đỡ buồn, mà cho người ta thấy có khách nữa. Rồi có được gì không? Được cái đất nữa rồi nè. Hải, bán cho em móc khóa này. Dạ, của anh 10.000. Ai vậy? Dạ, bạn của em. Bạn có bạn mới xong đó cho tao biết. À, quá mới quen. Mày nhiêu tuổi? 22. 12 tuổi mà làm anh á hả? Anh Nhân cũng 12 tuổi đó anh. À, xin lỗi. Tại anh thấy nhỏ con quá nên tưởng nhỏ tuổi hơn anh. Lỗi nha. Anh ơi, con nít ở dưới quê lớn chậm đó. Ừ. Tại tao làm việc nhiều nên tao chậm phát triển. Chứ có ai ăn ở không như tụi nhà giàu tụi mày thì tao cũng cao rồi. Dạ, của anh nè. Thôi. Ừ. Mẹ, con thêm chén nữa em. Sao nay con nhiều quá vậy? Nãy vô con 3 chén rồi đó. À, mẹ, con trai là cao được đến năm bao nhiêu tuổi rồi mẹ? 18 tuổi. 18 hả? Mẹ, vậy là còn được 5 năm nữa. Vậy con cao được thêm nhiêu nữa vậy mẹ? Sao mẹ biết? Ừ. Mà cũng muốn cao đúng không? Nè, quăng cho nhiều thịt nhiều vô. Ăn nhiều vô nha. Rồi mẹ nói nghe nè, con phải tập thể dục thể thao nữa thì con mới cao. Chứ ba mẹ lùn mà. Đứng đi con. Đứng đây nè. Sao nè anh hai chú ý tới chiều cao quá vậy? Bộ anh tính làm gì mẫu hả? Ừ. Phải cao gáo mới có nhiều đứa yêu chứ. Ủa? Anh Nhân để ý ai hả? Mày vô duyên. Tao nói là lúc tao lớn lên kìa. Mà em nghĩ á, anh cứ lớn lên không có yêu đâu. Gì nữa? Sao vậy? Thì anh nhìn lùn và còn đen nữa. Mày nữa. Bé này. Đâu có. Em thấy con trai phải đen mới mạnh mẽ, đúng không? Ừ, mày nói hay lắm luôn á. Chứ không phải mày thích cái thằng da trắng bóc kia hả? Đâu có, thích hồi nào. Ừ, tao thấy mày nhìn nó cười tươi rói rói luôn. Đâu có. Ủa, mà hai người đang thích ai vậy? Nó một người bạn tôi mới quen. Thôi, cô mới cộng nhiều chuyện quá à. Ăn đại đi còn dọn dẹp nữa.